Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 40. Nhiều năm trước, nhà họ Lý ở Đông Hải chỉ là một gia tộc nhỏ địa phương, một người có biệt danh là Thần Chết đã cầm dao tàn sát một lượng lớn gia tộc quyền thế là kẻ thù của nhà họ Lý ở Đông Hải. Một buổi sáng công thành hàng nghìn xương khô, năm đó người kia khơi mào mưa gió máu tanh trên đất Đông Hải, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, nhà họ Lý ở Đông Hải đã hoàn toàn ngôi vững vị trí gia tộc số một Đông Hải. Không ai dám nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi đó, sự hoảng sợ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Dương Tiêu, bót ăn nói ngông cuồng ở đây đi, tối nay tôi đã đoán được anh sẽ đến, thực sự cho rằng tôi không chuẩn bị trước sao? Đền là tốt, dân theo Lý Minh Hiên đến không thể tốt hơn. Tối nay tôi sẽ tiến hai người xuống địa ngục vô tận, cho hai người có bạn cùng xuống suối vàng sẽ không phải cô đơn. Nhìn chăm chăm Dương Tiêu, Lý Minh Trạch cười giữ tọt, anh ta vỗ tay. Giọng điệu âm u, ra hết đi. Tối nay, chúng ta cùng tiến Thần Chết Điện Hạ lên đường. Cộp 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 cộp. Lý Minh Trạch rút lời, những bóng người lạnh lùng bước ra từ mọi phía của hiện trường bữa tiệc. Nhóm người bao gồm người da trang tóc vàng, người da vàng trang bị AK-47, người da đen, ngăm đen cầm Gatling. Nhóm người bước ra từ bốn phía, lác đác có ít nhất hơn 100 người, trong tay bọn họ đều cầm vũ khí, nhìn chằm chằm Dương Tiêu và Lý Minh Hiên với ánh mắt âm u. Nhìn thấy rất nhiều người xuất hiện, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều dây lên từng đợt sóng gió. Nhóm người này ở đâu ra? Nhiều vũ khí như thế, còn trang bị tốt như vậy, chẳng trách Lý Minh Trạch không sợ hãi. Với trang bị tỉnh vị như vậy, giết hơn 1000 người cũng dễ như trở bàn tay nhỉ. Hơn 1000 người, chỉ cần có đủ đạn, chục nghìn người cũng không thành vấn đề. Nhóm người này toát ra vẻ u ám, lạnh thấu xương. Rõ ràng những người này là lính đánh thuê hàng đầu thế giới. Đúng vậy, đây là lính đánh thuê, hơn 100 người này là những người ưu tú nhất trong số những lính đánh thuê trên thế giới. Hơn 100 lính đánh thuê hàng đầu thế giới có mặt, khí thế mạnh mẽ quét qua mọi hướng, có không ít doanh nhân, nhân vật nổi tiếng ở Đông Hải lùi ra sau, sợ cá trong chậu gặp nạn. Không ổn, nhìn thấy nhiều lính đánh thuê xuất hiện, sắc mặt ông Lý Minh Dương tái mét. Vẻ mặt Lý Minh Hiên ngưng trọng. Anh nói nhỏ, điện hại. Không cần lo, Dương Tiêu không hề bận tâm, anh võ vệ Lý Minh Hiên. Nhìn thấy cảnh tượng gay gắt như thế, Dương Tiêu lại không hề có bất kỳ cảm xúc nào, khiến cho không ít người thầm sửng sốt. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Lý Minh Trạch cười khẩy, không hồ là Thần Chết Điện Hạ, không hồ là người đã từng thấy cảnh lớn, sắp, chết đến nơi cũng vẫn không thay đổi sắc mặt, khâm phục, thực sự khống phục. Sắp chết đến nơi. Anh rất chắc chắn những người ăn chắc được tôi. Lý Minh Trạch, anh đánh giá bản thân mình cao qua rồi thì phải. Dương, Tiêu cười khinh thường. Không tỏ rõ ý kiến, sự xuất hiện của hơn 100 lính đánh thuê hàng đầu thế giới thực sự sẽ mang lại cảm giác áp chế vô cùng lớn cho Dương Tiêu. Nhưng, nếu đã tới đây, Dương Tiêu sẽ chuẩn bị kế sách vẹn toàn, hơn 100 lính đánh thuê thì có là gì? Không nói ngoa, nếu không phải có Lý Minh Hiên, cần quan tâm đến an toàn của Lý Minh Hiên. Lúc này Dương Tiêu đã bắt đầu giết người rồi. Đối mặt với nhóm lính đánh thuê trước mặt, Dương Tiêu tự tin mình sẽ giết được hết bọn họ. Trong một không gian nhỏ, có rất nhiều người tụ tập, cho dù Lý Minh Trạch điên cuồng đến đâu, chẳng lẽ anh ta không quan tâm đến sự an toàn của nhóm ông lớn nổi tiếng ở Đông Hải. Nếu những ông lớn nổi tiếng trong này bị đe dọa tính mạng hoặc chê, công chúng phân nộ, tất cả các nhà quyền thế ở Đông Hải hợp sức, đủ lật đổ địa vị của gia tộc quyền lực nhất Đông Hải. Điều quan trọng nhất là Dương Tiêu đã trải qua quá nhiều sóng gió, với kỹ năng của mình, anh có thể tránh đạn khi đối phương không hiểu rõ mình. Đúng vậy, Dương Tiêu có kỹ năng nhanh nhẹn, anh không dám nói có thể tránh được lượng lớn đạn bắn, phá, nhưng tránh trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Cao thủ chạm trán, tranh thủ thời gian. Một giây ngắn ngủi cũng đủ phá vỡ thể bề tắc, đối với Dương Tiêu, điều này đã đủ. Lý Minh Trạch nhìn chằm chằm đua phố Tiêu, chế nhạo, sao? Thần Chê Điện Hạ, anh nghĩ tối nay anh còn có thể đi được. Đội trưởng Andy. Lý Minh Trạch nhìn người đàn ông da trắng cầm đầu, người da trắng này là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê, đến từ Âu Mỹ, tên là Andy. Xiết cậu tai đội trưởng Andy nhìn Dương Tiêu với đôi mắt như chim ưng. Cộp cộp. Ngay sau đó, hai tên lính đánh thuê trang bị AK-47 bước lên trước nhắm vào Dương Tiêu. Xong, không cần biết cậu ta có phải là thân chết hay không. Anh chàng này xong rồi. Con người dù có mạnh đến đâu cũng không thể đọ sức với những vũ khí sát thương này.
một người run sợ nói. Nhiều người gật đầu đồng ý, họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt có chút thương hại. Trong mắt họ, rốt cuộc đây là một thế giới không có phép thuật, không có tranh hơn thua, không có võ thuật như cổ đại. Những nhân vật như Super Saiyan chỉ tồn tại trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Trong mắt mọi người, như quyền anh Tyson đã là giới hạn của sức mạnh võ thuật, cho dù Tyson rất mạnh cũng không thể đọ sức với những viên đạn. Thần chết điện hạ, tạm biệt, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Lý Minh Trạch cười âm hiểm. Như thể trong mắt anh ta, Dương Tiêu là một con kiến hèn mọn, không là gì cả, càng không cần, phải nói Dương Tiêu sẽ gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho anh ta. Phát động binh biến, Lý Minh Trạch đã chắc chắn mọi thứ. Chỉ cần Dương Tiêu dám tới, anh ta có đủ tự tin tiên Dương Tiêu về chầu trời. Cạch cạch. Sau đó, hai tên lính đánh thuê lên đạn AK-47, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu không có một chút cảm xúc nào của con người. Lên đạn xong, hai người cùng bóp cò. Thần chết điện hạ, xuống địa ngục đi. Lý Minh Trạch lại nhếch mép cười dữ tợn. Păng păng. Ngay khi hầu hết mọi người có mặt tại hiện trường đều cho rằng Dương Tiêu sắp chết, hai âm thanh hung bạo và gay gắt hơn đã nổ tung trước một bước. Dưới cái nhìn của mọi người, chỉ thấy đầu hai tên lính đánh thuê tóe máu, hai thân thể vạm vỡ ngã xuống đất. Chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Dương Tiêu chưa chết, ngược lại hai tên lính đánh thuê đã bị bắn nổ đầu, mí mắt của vô số người có mặt tại hiện trường bữa tiệc nhảy loạn xạ. Con người của Lý Minh Trạch co rút lại, anh ta kinh ngạc nói, mẹ kiếp. Xảy ra chuyện gì? Có tay súng bắn tỉa, cẩn thận, có tay súng bắn tỉa. Đội trưởng Andy người da trắng hét lên. Bắn tỉa, hơn trăm lính đánh thuê hoảng sợ, tất cả đều nắm chặt vũ khí nhìn xung quanh. Vùi vút phù vùi đúng lúc này, từng chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy tới. Rầm 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 rầm. Cửa xe mở ra, những người mặc vest bước ra khỏi xe, nhìn quanh có ít nhất 1.000 người. Cộp 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 cộp. Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề vang lên, sát khí xông thẳng lên trời cao. Sát khí mạnh quá, cảm giác áp chế đáng sợ thật, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều dán chặt mắt vào cửa khách sạn. Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn khiến mọi người có mặt tại hiện trường kinh hãi, chỉ thấy những bóng đen cầm vũ khí tràn vào khách sạn. Một người, 10 người, hàng trăm người, hơn 1.000 người. Bất ngờ là người dẫn đầu đội lại là Lôi Đồng ông trùm số 1 Đông Hải. Hôm nay, Lôi Đồng đã đầu hàng dưới trướng của Dương Tiêu, hơn nữa ông ta đã kêu gọi người trong vùng xám Đông Hải, tập hợp hơn 1.000 người, hơn 1.000 vũ khí trong khoảng thời gian ngắn. Hơn 1.000 người đồng loạt ập đến, tất cả đều trang bị vũ khí cùng màu, nhắm vào nhóm lính đánh thuê và nhóm Lý Minh Trạch. Nhìn thấy người tới, Lý Minh Trạch giật mình, anh ta kinh hãi, Lôi Đồng, ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì? Lúc trước anh ta trả rất nhiều tiền mua chuộc Lôi Đồng làm việc cho mình, ngay lúc anh ta định giết Dương Tiêu, Lôi Đồng lại dẫn theo rất nhiều người đến gây rối. Rốt cuộc Lôi Đồng này muốn làm gì? Lý Minh Trạch không thể tin được. Lý Minh Trạch, dám tấn công cậu Dương, cậu đã biết tội chưa? Lôi Đồng trừng mắt nhìn Lý Minh Trạch. Sau đó, Lôi Đồng đến trước mặt Dương Tiêu, ông ta cung kính nói, đàn em Lôi Đồng kính chào cậu Dương. Chúng tôi kính chào cậu Dương. Chúng tôi kính chào cậu Dương. Trong phút chốc, hơn 1.000 người nhìn Dương Tiêu với sự kính trọng, họ đồng thanh hét lên. Trong chốc lát, âm thanh cuồn cuộn, như có bom rơi, suýt nữa chấn động trong mắt của mọi người. Nhóm người ở vùng xám Đông Hải nghe lời triệu tập của Lôi Đồng đến giúp đỡ Dương Tiêu. Điều này, làm sao có thể? Mọi người không hề hay biết, trước khi tới đây, Dương Tiêu đã thỏa thuận với Lôi Đồng. Thỏa thuận này rất đơn giản, Dương Tiêu sẽ không giết Lôi Đồng, và tối nay Lôi Đồng phải giúp Dương Tiêu làm Lý Minh Trạch khiếp sợ. Theo lý, Lôi Đồng là xã hội đen, loại người này chưa bao giờ đáng tin, cho nên Dương Tiêu lại cho Lôi Đồng rất nhiều lợi ích. Anh hứa với Lôi Đồng rằng khi Lý Minh Hiên đã ngồi vững trên vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ cho ông ta một số tiền khổng lồ. Nói trắng ra, lý do Lôi Đồng làm xã hội đen cũng là vì tiền, Lý Minh Trạch cho Lôi Đồng rất nhiều tiền. Và Dương Tiêu cũng có thể làm được, thậm chí Dương Tiêu có thể trả cho Lôi Đồng gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần Lý Minh Trạch. Trước khi đến, Dương Tiêu đã đoán được sau lưng, Lý Minh Trạch sẽ có người hỗ trợ, tất cả những chuyện tôm không hề nằm ngoài dự đoán của anh. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, những tay súng bắn tỉa do Lôi Đồng bố trí bóp cò bần chết hai tên lính đánh thuê muốn giết Dương Tiêu trước, sau đó Lôi Đồng dẫn đầu hơn 1.000 người trong vùng xám Đông Hải đến.
Dương Tiêu có thể nhìn ra Lôi Đông là một người thông minh, và Lý Minh Hiên cũng cần một trợ thủ như Lôi Đông. Sau khi anh rời Đông Hải, nếu Lý Minh Hiên có Lôi Đông giúp đỡ, trong tương lai, nhà quyên thê số 1 Đông Hải và ông trùm số 1 Đông Hải hợp lực, sau này trên đất Đông Hải còn ai có thể uy hiếp địa vị chí tôn của Lý Minh Hiên. Sau khi trải qua sự việc này, Dương Tiêu nhìn thấy mà giật mình, anh không muốn Lý Minh Hiên gặp nạn lần nữa. Giờ phút này, hiện trường yến tiệc trò nên sơ xác tiêu điêu. Kính chào cậu Dương, trời à, vô số doanh nhân, nhân vật nổi tiếng ở Đông Hải kinh ngạc. Bọn họ không bao giờ ngờ tới vào thời khắc quan trọng Lôi Đông sẽ tới tiếp viện, càng không ngờ tới Lôi Đồng còn dẫn theo hơn 1000 người tới đây. Đây là sức kêu gọi của thần chết sao, thật sự rất mạnh. Đúng, đúng, hơn 1000 người đến tiếp viện, cục diện đảo ngược trong chốc lát. Lý Minh Trạch gặp nguy hiểm, tình huống của anh ta đột nhiên gặp nguy hiểm. Không ít người xì xào bàn tán, rõ ràng sự thay đổi đột ngột đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Pha Cổ, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tên cầm đầu nhóm lính đánh thuê đội trưởng Andy bỗng trở nên xấu xí cùng cực. Bọn họ cộng hết lại cũng lên đến hơn 100 người, nhưng lúc này trong đội quân của Dương Tiêu có hơn 1000 người, và bên kia còn có những tay súng bắn tỉa trong tồi. Nếu đây là một cuộc đọ súng, e là họ không thể sống sót được. Hơn 100 lính đánh thuê hoảng sợ, họ siết chặt vũ khí nhìn Dương Tiêu với vẻ sợ hãi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm đội trưởng Andy, nào, nổ súng, bắn vào tôi. Mẹ kiếp, bị Dương Tiêu khiêu khích, vẻ mặt đội trưởng Andy tái mét. Anh ta cũng nổi tiếng trên trường quốc tế, thuộc nhân tài mới nổi trong những năm gần đây, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy ở Đông Hải, khiến anh ta rơi vào thế bị động. Lôi Đông nhìn chằm chằm đội trưởng Andy tức giận hét lên, bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng, nếu không, tôi sẽ lập tức giết cậu. Đúng vậy, các người mau đầu hàng, nếu không, chúng tôi không ngại dê các người. Nhóm thuộc hạ của Lôi Đông lạnh lùng măng. Lúc này, hơn 1000 vũ khí lạnh như băng nhắm vào hơn 100 lính đánh thuê, bị rất nhiều vũ khí khóa chặt, tất cả hơn 100 lính đánh thuê này đều sợ hãi run rẩy. Cho dù bọn họ đã trải qua 100 trận chiến, dù cho giết chóc như tệ dại. Nhưng khi cái chết bao trùm lấy họ, cả nhóm vẫn kinh hoàng. Đội trưởng Andy đã không có ý định giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ nữa, anh ta nhìn Dương Tiêu, nghiêm nghị nói, muốn chúng tôi bỏ vũ khí xuống. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhường đường, chúng tôi sẽ không tham gia vào chuyện này nữa, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Anh ta biết rất rõ một khi bỏ vũ khí xuống, tính mạng của họ sẽ do Dương Tiêu kiểm soát. Anh muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Đây là đất của Thiên Phủ Chỉ Quốc, anh cho rằng khi đến còn có thể rời đi sao? Dương Tiêu nhìn chằm chằm đội trưởng Andy, lạnh lùng nói. Đội trưởng Andy nhìn Dương Tiêu với vẻ cảnh giác cực độ, cậu có ý gì? Vẻ on đội trưởng Andy vừa rút lời, tay phải của Dương Tiêu đã biến thành bóng mờ, anh giật Browning trong tay Lôi Đông, ngang nhiên bóp cò về phía đội trưởng Andy. Với một tiếng nổ, một viên đạn kim loại bắn ra. Đội trưởng Andy trọn tròn mắt, mắt cảnh giác bị viên đạn kim loại bắn vào người, anh ta hự một tiếng, hoảng sợ che ngực. Đội trưởng Andy không ngờ Dương Tiêu lại lạnh lùng tàn nhân như vậy, nói động thủ sẽ động thủ ngay. Nhóm lính đánh thuê dùng mình. Nhìn Dương Tiêu kinh ngạc cực độ, ánh mắt giống như nhìn ma quỷ chính công. Pằng 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 pằng. Ánh mắt tập trung vào đội trưởng Andy, Dương Tiêu bóp cò liên tục, vài viên đạn kim loại bắn ra, tất cả đều xuyên qua cơ thể đội trưởng Andy. Đội trưởng Andy như bị ngắm bị bắn trúng mục tiêu, thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng thân hình cao lớn của đội trưởng Andy ngã xuống đất. Tách tách chi máu trên người anh ta chảy ra, cho đến hơi thở cuối cùng. Đội trưởng Andy vẫn không thể tìm được Dương Tiêu thực sự ra tay tàn nhẫn với mình. Ừng ực. Chứng kiến cái chết của đội trưởng. Nhóm lính đánh thuê đều cảm thấy da đầu của họ nhói lên, tim gan bị xé rách. Dương Tiêu liếc nhìn nhóm lính đánh thuê, anh dùng tiếng Anh tiêu chuẩn lạnh lùng nói, đầu hàng hoặc chết. Đầu hàng hoặc chết. Tí tách chi bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, hơn 100 người sởn cả tóc gáy. Nguy hiểm. Hơi thở trên người Dương Tiêu rất nguy hiểm. Tất cả chuẩn bị, Lôi Đông hét lên. Hơn 1000 người trang bị vũ khí, tất cả đều lên đạn, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Một người da đen sợ tới mức vội vàng vứt Gatling trong tay, do hai tay hét lên, no no nổ. Nói xong, anh ta ngoan ngoãn ôm. Đầu ngồi xồm xuống đất, cả người run lên. Sợ, anh ta hoàn toàn sợ. Bọn họ làm lính đánh thuê để kiếm tiền, không phải để chết. Mặc dù Andy là đội trưởng của họ,
họ cũng không cần thiết vì một người đã chết phải góp mạng sống của mình vào. Đầu hàng, tôi cũng đầu hàng. Một người da trắng khác hốt hoảng vứt khẩu AK-47 trên tay. Có người dẫn đầu, nhóm lính đánh thuê này vốn đã kinh hãi lập tức trở nên hỗn loạn. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng hết, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Trong phút chốc, hơn trăm người đồng di ném vũ khí, tất cả đều làm động tác đầu hàng, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Hơn trăm với hơn nghìn người. Trò đùa quốc tế gì vậy? Cho dù họ là những lính đánh thuê quốc tế hàng đầu, nhưng trong tình huống bị bao vây họ đã không còn tư cách phản kháng. Nếu là trong rừng cây rậm rạp, với sức mạnh của hơn trăm người bọn họ sẽ đủ giết hơn nghìn người của Lôi Đông. Nhưng đây là khách sạn, không gian nhỏ hẹp, ngay cả chỗ chồn cũng không có, liễu mạng chỉ sẽ tìm chết. Khốn kiếp, nhìn hơn trăm người vứt bỏ vũ khí đầu hàng, Lý Minh Trạch tức giận ánh mắt như muôn phun ra lửa. Nhìn thấy cả trăm lính đánh thuê đã đầu hàng, Lôi Đông nhìn Dương Thiêu hỏi, cậu Dương, chúng ta nên xử lý nhóm người này như nào? Giết hết đi, giọng nói của Dương Tiêu không chút cảm xúc. Cái gì, giết hết? Giết hết hơn trăm lính đánh thuê này. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, họ không ngờ Dương Tiêu lại giết hết những tên lính đánh thuê đang đầu hàng. Dương Tiêu hiểu sâu sắc một điều, Thiên Phủ Chi Quốc là nơi nghiêm cấm lính đánh thuê nhập cảnh. Đám người này dám vào trong nước đã vi phạm điều kiện quản lý của Thiên Phủ Chi Quốc. Ngoài ra bây giờ anh đã là phó tổng phụ trách Long Ảnh, vừa nãy nhóm người này đã suýt tấn công anh, cho nên đám người này đều đáng chết. Đã hiểu, Lôi Đông gật đầu, sau đó ông ta ra hiệu cho nhóm đàn em. Không, không. Khi vũ khí lạnh nhắm vào đầu mình, nhóm lính đánh thuê đồng loạt kinh hãi kêu lên. Pằng, pằng 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 pằng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên. Hết tên lính đánh thuê này đến tên lính đánh thuê khác vỡ đầu ngã xuống đất. PT nhìn thấy hơn trăm lính đánh thuê chết hết, có rất nhiều người không khỏi hít hà, họ nhìn Dương Tiêu với vẻ cảnh giác cao độ. Nói giết là giết, đây là sức mạnh của thần chết sao? Bây giờ, tính cách của Dương Tiêu đã bị vỡ rất lón, anh sẽ pin còn thương xót với kẻ thù nữa khốn kiếp. Khốn kiếp, nhìn thấy hơn trăm tên lính đánh thuê chết hết, Lý Minh Trạch tức giận gần như nổ tung. Vốn dĩ đây là một ván đầu nhằm vào Dương Tiêu, nhưng không ngờ cuối cùng tình thế lại đảo ngược, anh ta vô cùng bị động. Dương Tiêu dùng ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Lý Minh Trạch, đưa Browning cho Lý Minh Hiên thấp giọng nói, trong này còn có một viên đạn cuối cùng, thù của mình tự báo, giết anh ta. Cảm ơn Điện Hạ đã tác thành, L. Minh Hiên xúc động nhận Browning. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hiên nhìn Lý Minh Trạch sắp phát điên, Browning trong tay anh lập tức nhắm vào đầu Lý Minh Trạch. Giờ đây, Dương Tiêu càng ngày càng nhận ra một chuyện. Tử tế với kẻ thù thường là sự tàn nhẫn lớn nhất với mình. Giết anh ta, Dương Tiêu lại nói. Ánh mắt Lý Minh Hiên thâm thúy, anh khóa chặt Lý Minh Trạch, nghĩ đến cảm giác đau đớn mà Lý Minh Trạch mang đến cho mình, Lý Minh Hiên ngang tàng bóp cò. Anh và Lý Minh Trạch là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Lý Minh Trạch trước mặt này đã ra tay sát hại anh, cho nên Lý Minh Hiên tự nhiên sẽ không nhẹ tay với Lý Minh Trạch. Từ nhỏ đã xuất thân trong gia đình quyền thế xó một Đông Hải, Lý Minh Hiên hiểu sâu sắc lý lễ người thông minh không tàn nhân không đứng vững. Anh khác với Dương Tiêu, từ nhỏ Lý Minh Hiên đã bị áp bức và bị nhắm vào, về mặt quy đoán tính cách của anh còn hơn cả Dương Tiêu. Nhìn Lý Minh Hiên đang chuẩn bị bắn mình, trên mặt Lý Minh Trạch tràn đầy sợ hãi và không tin, anh ta trầm giọng nói, ông L Lạc, chuyện đã đến lúc này, ông vẫn định xem kịch sao. Nếu ông còn không làm gì, tôi có thể sẽ chết. Nghe vậy, ánh mắt Dương Tiêu hơi nheo lại, anh liếc nhìn hiện trường to lớn. Lúc Dương Tiêu đang liếc mắt nhìn, đột nhiên vang lên một tiếng cười đùa, đặc sắc, xứng đáng là thần chết điện hạ năm xưa, thật sự rất đặc SQCS nhìn kỹ hơn thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà ở một góc hẻo lánh cách đó không xa. Tuy nhiên, vì Lý Minh Trạch gặp khó, ông ta buộc phải xuất hiện trước mắt công chúng. Không cần quan tâm đến ông ta, bắn đi. Dương Tiêu liếc nhìn người này. Tiếp tục nói với Lý Minh Hiên. Bằng, y Dương Tiêu vừa rút lời, trong tay người đàn ông trung niên xoát hiện một khẩu sa mạc chỉ ưng, ông ta ngang tàng bóp cò về phía vị trí của Lý Minh Hiên. Viên đạn kim loại bắn ra, trúng vào Browning trong tay Lý Minh Hiên. Chịu va chạm cực lớn, tay phải của Lý Minh Hiên run lên, Browning lập tức rơi xuống đất, mà khẩu Browning bị bắn trúng gần như biến thành một đồng sắt vụn. Lôi Đông ông trùm số một Đông Hải nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta vô cùng tức giận, dám tấn công cậu Lý Minh Hiên,
con mẹ nó ông tìm chết. Phút 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 phút. Trong phút chốc, hơn nghìn vũ khí nhắm vào người trung niên. Bị hơn nghìn vũ khí nhắm vào, người đàn ông trung niên vẫn không thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy cảnh này, Lý Minh Trạch cười ngạo nghễ, rất gan dạ, dám thô bạo với ông Lạc, các người con mẹ nó rất gan dại. Như thể dám cầm vũ khí chĩa vào người đàn ông trung niên, Dương Tiêu và những người khác sẽ không chịu nổi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, anh cười âm hiểm, anh biết người này là át chủ bài cua ồi cùng của Lý Minh Trạch. Yelien đúng lúc này, bên ngoài khách sạn vang lên tiếng còi cảnh sát. Cộp cộp, cộp cộp cộp. Ngay sau đó, những bóng người mặc đồng phục xuất hiện ngoài cửa, lác đác cũng có ít nhất 2-3 nghìn người mặc đồng phục với trang bị vũ khí và khiên. Rất rõ ràng, những người này đều do ông Lạc này tìm tới. Anh Đông, chuyện lớn không hay, chúng ta bị bao vây. Một tên đàn em kinh hãi nói. Vẻ mặt Lôi Đông cũng xấu, ông ta không thể tin được, bình tĩnh, con mẹ nó cứ bình tĩnh đi, cậu Dương ở đây, những người này chắc chắn không dám làm gì chúng ta. 2-3 nghìn người mặc đồng phục màu đen, được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị tinh vi, còn đáng sợ hơn cả cảnh sát vũ trang. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Đội trưởng dân đội nhìn Dương Tiêu tức giận mắng. Đúng vậy, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. 2-3 nghìn người vây quanh nhóm Dương Tiêu, hiện trường rộng lớn tràn ngập cảm giác áp bức dày đặc. Nhìn chăm chăm Dương Tiêu đang bị bao vây, vẻ mặt Lý Minh Trạch giữ tọn cười lớn, thân chết điện hạ, không phải muốn để Lý Minh Hiên giết tôi sao? Đến đi, đến giết tôi đi, ha 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 ha, không ngờ tới đúng không, đây mới là át chủ bài thật sự của tôi. Điện hạ, tình huống không tốt lắm. Lý Minh Hiên trầm giọng nói. Dương Tiêu giễu cợt cười nói, không cần lo lắng, những người này đều là người của mình, bọn họ tới đây giúp chúng ta giết Lý Minh Trẻ Trồ. Cái gì hồ? 2-3 nghìn người này tới đây giúp bọn họ diệt Lý Minh Trạch. Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường to lớn đều sững sờ, bọn họ thật sự không thể hiểu nổi Dương Tiêu đang ở thế bị động, lại dám mạnh miệng nói những lời như vậy. Như đã biết, nhóm người này là Lý Minh Trạch gọi tới, họ là át chủ bài cuối cùng của Lý Minh Trạch. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói át chủ bài của Lý Minh Trạch là người của mình, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tới giúp anh giết tôi. Thần chết điện hạ, trước khi đến đây anh đã uống nhầm thuốc à? Sao ông Lạc có thể giúp anh? Trò đùa quốc tế gì thế? Lữ Minh Trạch nghe xong, anh ta cười khinh thường, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai. Thần chết điện hạ, xem ra cậu tự tin quá rồi. Người đàn ông trung niên chệ nhạo, ông ta chậm rãi đặt tách trà xuống rồi đứng dậy. Trong lúc mọi người đang bối rối, Dương Tiêu nhìn về phía người đàn ông trung niên, ông là chỗ dựa cuối cùng của Lý Minh Trạch. Ông muốn hỗ trợ Lý Minh Trạch đối phó tôi. Ông biết tôi là ai không? Tôi không cần biết cậu là ai, dù sao cậu cũng thật sự là thần chết điện hạ thế hệ truyền kỳ, vậy thì sao? 5 năm trước cậu đã xuất ngũ, hiện tại cậu không khác gì một con chó nhà có tang, không có chính phủ bảo vệ. Trước mặt tôi, cậu còn không bằng một con chó hoang đầu đường. Người đàn ông trung niên cười giễu gót sau đó, người đàn ông trung niên chậm rãi lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa tới trước mặt Dương Tiêu. Tự giới thiệu, tôi tên Lạc Tông Cơ, là người phụ trách cao nhất của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải. Người phụ trách cao nhất của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải. Nghe vậy, vô số người tại hiện trường đều kinh hãi. Long Ảnh là loại tồn tại gì? Long Ảnh là đội chiến đấu cốt lõi bí ẩn nhất của chính phủ. Nghe nói trong Long Ảnh toàn cao thủ siêu cấp, mỗi người đều có kỹ năng, võ thuật xuất chúng. Bình thường Long Ảnh đối ngoại dung chuyên thanh danh của đất nước, đối nội ổn định trật tự xã hội. Thông thường, Long Ảnh không thường ra tay trong nước, chỉ khi những chuyện mà các cơ quan địa phương không giải quyết được thì Long Ảnh mới ra tay. Trời ạ, thảo nào Lý Minh Trạch không sợ hãi gì cả, có người phụ trách cao nhất của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải ủng hộ, ai dám trêu chọc. Đúng vậy, đúng vậy. Cho dù cậu ta là thần chết điện hạ, nhưng dù sao thần chết điện hạ cũng đã xuất ngũ, không thuộc chính phủ. Anh chàng này xong rồi. Đúng vậy, Long Ảnh có địa vị tách biệt trong nước, kẻ nào dám trở thành kẻ địch của Long Ảnh, nhất định sẽ chết. Trong phút chốc, rất nhiều người đã bị sốc, họ xì xào bàn tán, tất cả bọn họ đều bị thân phận của Lạc Tông Cơ làm chấn động. Vẻ mặt Lý Minh Hiên thay đổi, người phụ trách cao nhất của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải. Lý Minh Hiên biết Dương Tiêu là thần chết điện hạ năm xưa, nhưng bây giờ Dương Tiêu thực sự đã xuất ngũ. Lý Minh Hiên cũng biết Dương Tiêu là chủ của Tuyệt Thê Long Môn,
nhưng lúc này Dương Tiêu không điều động các cao thủ của Long Môn bảo vệ an toàn cá nhân. Nếu Lạc Tông Cơ bị Lý Minh Trạch mê hoặc, 2-3 nghìn chiến sĩ vũ trang của Long Ảnh cùng bóp cò, cho dù Dương Tiêu có kỹ năng giỏi đến đâu có lẽ cũng khó có thể chống lại. Ông là người phụ trách cao nhất của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải. Thảo nào Lý Minh Trạch lại có lòng tin như vậy. Dương Tiêu nghe xong, anh chợt hiểu ra. Long Ảnh là đội chiến mạnh nhất của chính phủ Thiên Phủ Chi Quốc. Lạc Tông Cơ phụ trách Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải, thực sự có quyền cao chức trọng. Lý Minh Trạch và Lạc Tông Cơ cầu kê với nhau làm chuyện sâu, có Lạc Tông Cơ chồng lưng, Lý Minh Trạch thực sự có thể coi trời băng vùng ở Đông Hải. Hiểu rõ, Dương Tiêu hoàn toàn hiểu rõ. Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu, người trung niên tên Lạc Tông Cơ thờ ơ nói, Dương Tiêu, cậu đã từng là chiến sĩ dũng cảm và tài giỏi Nhật Thiên Phủ Chi Quốc. Hiện tại, cậu cấu kết với vùng xám ở Đông Hải sát hại lính đánh thuê quốc tê trên đát Đông Hải. Chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa tôi đã tận mặt chứng kiến, hành vi của cậu đã làm mất trật tự xã hội một cách nghiêm trọng. Người đâu, lập tức bắt phần tử ngoài vòng pháp luật Dương Tiêu này lại cho tôi. Lúc này, Lạc Tông Cơ tỏ vẻ rất ngay thẳng cương trực, như thể Dương Tiêu nên bị đưa ra trước pháp luật đúng vậy, mau bắt anh ta lại. Lý Minh Trạch cười âm hiểm. Như thể có Lạc Tông Cơ chồng lưng cho anh ta. Không chỉ có thể giải quyết bế tắc nguy hiểm, mà Dương Tiêu và Lý Minh Hiên đều sẽ bị bắt, cuối cùng đổ máu tại chỗ. Lên, đội trưởng dẫn đội nhìn chằm chằm Dương Tiêu hét lớn. Xong, thần chết điện hạ sắp bị cưỡng chế bắt giữ. Bọ ngựa bắt ve sầu hoàng tước ở sau, ai có thể ngờ tới ông lớn Lạc Tông Cơ lại có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh tượng này, biện bạch cũng vô ý trồ. Điều quan trọng nhất là rõ ràng ông Lạc muốn giúp Lý Minh Trạch. Cho dù anh chàng này là thần chết năm xưa, e là cậu ta cũng khó thoát chết. Nhìn thấy nhóm người đang đi về phía Dương Tiêu với vẻ mặt ảm đạm, không ít người thầm sửng sốt, nhóm Dã, Nhật, Ni tiếng ở Đông Hải đều cho rằng Dương Tiêu sắp xong đời. Gương mặt già nua của ông Lý Minh Dương tái nhợt, ông biệt Lý Minh Trạch có ông, lớn chóng. Lưng, nhưng lại không biết người nâng đỡ thằng nghiệp chướng Lý Minh Trạch này là Lạc Tông Cơ. Chẳng trách thằng nghiệp chướng Lý Minh Trạch này dám tạo phản. Lý Minh Trạch cười điên cuồng, ha 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 ha, không ngờ tới đúng NP người chiên thăng cuối cùng vần là tôi. Anh ta hợp lực với Lạc Tông Cơ mạnh càng mạnh, Lý Minh Trạch giao kèo với Lạc Tông Cơ, chỉ cần anh ta ngồi vững ghê chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, đến lúc đó anh ta có thể lây một nửa giang sơn nhà họ Lý ở Đông Hải đưa cho Lạc Tông Cơ. Không còn cách nào khác, để tranh vị trí chủ nhà họ Lý Minh Trạch đành phải mạo hiểm. Cha anh ta Lý Minh Dương rất coi trọng Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên còn có quan hệ mật thiết với Dương Tiêu. Nếu không có ông lớn chồng lưng, anh ta sẽ không có cơ hội tranh giành vị trí chủ nhà. Điều khiến Lý Minh Trạch vui mừng như điên là Lạc Tông Cơ người phụ trách Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải đã đồng ý. Về phần Lạc Tông Cơ, một nửa giang sơn nhà họ Lý ở Đông Hải cũng đủ khiến trái tim ông ta lỗ nhịp. Mặc dù ông ta có quyền cao chức trọng, phụ trách Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải, nhưng tiếc là Lạc Tông Cơ lại không giàu có. Quyền lợi của Long Ảnh cao gấp 3 lần so với những nhân viên công, sở bình thường, nhưng thực tế số tiền gấp 3 chẳng là bao nhiêu. Lạc Tông Cơ thường nhận những công việc riêng, nhưng vì thân phận đặc biệt, không dê ra tay, nên giá trị con người của Lạc Tông Cơ cho đến nay vẫn chưa vượt quá 100 triệu tệ. Nếu ông ta có được một nửa giang sơn nhà họ Lý ở Đông Hải, thì giá trị con người của ông ta sẽ tăng lên hàng trăm tỷ tệ. Tiền có thể sai khiến ma quỷ, và đối mặt với sự giàu có như vậy. Ông ta hoàn toàn không thể cưỡng lại. Về phần, Dương Tiêu, Lạc Tông Cơ không hề coi trọng. Mặc kệ Dương Tiêu có phải là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất Thiên Phủ Chi Quốc hay không, chỉ cần cậu ta đã xuất ngũ, cậu ta chẳng là gì cả. Lạc Tông Cơ cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần thắng cược, đời này ông ta sẽ nở mày nở mặt cơm áo không lo, thế hệ con cháu sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Người, thắng là anh đắc ý quá sớm rồi thì phải. Dương Tiêu nhìn chằm chằm dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lý Minh Trạch, anh cười khinh thường. Lý Minh Trạch cười dữ tợn, tôi đắc ý quá sớm. Dương Tiêu, anh sắp chết đến nơi mà vẫn không hiểu tình huống của mình à? Sao, cậu cho rằng mình còn có thể chạy thoát, đừng mơ nữa, Lạc Tông Cơ nhìn chằm chằm Dương Tiêu, lạnh lùng nói. Vì bố trí cục diện này, ông ta đã tập hợp tất cả các chiến sĩ Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải, N đích là DG Dương Tiêu. Mặc dù Dương Tiêu đã xuất ngũ, nhưng cũng không nên khinh thường sức chiến đấu của cậu ta. Vì tránh xảy ra sai sót,
Lạc Tông Cơ đã tập hợp tất cả các tỉnh hoa của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải, ông ta muốn chắc chắn giết được Dương Tiêu. Chạy thoát, không, tôi nghĩ ông đã hiểu làm rồi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lạc Tông Cơ chế nhạo. Cậu có ý gì? Nhìn thấy Dương Tiêu không hề sợ, Lạc Tông Cơ nhíu mày. Không có ý gì cả. Vẻ mặt Dương Tiêu tràn đầy vui đùa. Lạc Tông Cơ hừ lạnh, ông ta bố trí cẩn thận, ông ta không tin đêm nay Dương Tiêu còn có thể dở trò. Ngay khi Lạc Tông Cơ cho rằng Dương Tiêu sẽ chết chắc, trong mắt Dương Tiêu chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng khiến linh hồn khiếp sợ. Dám bắt tôi, Lạc Tông Cơ, kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên, ông đã biết tội chưa? Cái gì? Kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên, ông đã biết tội chưa? Dương Tiêu rút lời, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều ngạc nhiên. Dương Tiêu nói gì, kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên? Chẳng lẽ Dương Tiêu là lãnh đạo cấp trên của Lạc Tông Cơ? Ha, Dương Tiêu, tôi thấy anh sắp chết nên đầu óc choáng váng hả? 5 năm trước chính phủ thông báo anh xuất ngũ, cho dù anh không xuất ngũ thì thế nào? Long Ảnh không phải nhà của anh, trước mặt ông Lạc anh có tư cách gì nói kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên? Lý Minh Trạch khinh thường nói. Lạc Tông Cơ cũng khinh thường, thần chết điện hạ thế hệ truyền kỳ suy bại đến mức chỉ có thể dùng tên tuổi dọa người, thật đáng buồn. Dùng tên tuổi dọa người, ông nhìn xem đây là gì? Dương Tiêu chê nhạo, anh mò vào túi ném chứng nhận mới tỉnh cho Lạc Tông Cơ. Hả? Lạc Tông Cơ cầm lấy giấy chứng nhận, vẻ mặt ông ta trở nên kỳ lạ. Là người của Long Ảnh, Lạc Tông Cơ rất quen thuộc với tài liệu nhân viên trong Long Ảnh, ông ta vừa nhìn đã ASGN ra đây là tài liệu độc quyền của nhân viên Long Ảnh. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình. Lạc Tông Cơ lật qua lật lại, trong mắt như muôn rơi ra ngoài. Tên, Dương Tiêu. Quê quán, Đề Đôi chức vụ, Phó Tổng phụ trách Long Ảnh. Nhìn thấy mây chữ Phó Tổng phụ trách Long Ảnh. Vẻ mặt của Lạc Tông Cơ trở nên cứng ngắc, ông ta không thể tin được, Phó Tổng phụ trách. Chuyện này, làm sao có thể? Chuyện này tuyệt đối không thể. Lạc Tông Cơ là người phụ trách Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải, ông ta chưa từng nghe nói Long Ảnh xuất hiện Phó Tổng phụ trách. Trong những năm qua, chỉ có Lý Vân Long là lãnh đạo cao nhất của Long Ảnh. Lý Vân Long, kiểm soát toàn bộ Long Ảnh, địa vị của ông tối cao, không ai có thể đe dọa sự tồn tại của Lý Vân Long. Chứ đừng nói là bất kỳ phó tổng phụ trách nào. Phó tổng phụ trách gì? Lý Minh Trạch nghe vậy, anh ta vội vàng bước lên. Nhìn thấy trên giấy chứng nhận ghi tên Dương Tiêu là phó tổng phụ trách của Long Ảnh, Lý Minh Trạch như bị sét đánh trúng đâu, anh ta cũng trợn mặt tròng mắt như sắp rơi ra ngoài dông Lạc Tông Cơ. Trong phút, chốc, vẻ mặt của Lạc Tông Cơ và Lý Minh Trạch rất đặc sắc. Dương Tiêu chắp tay sau lưng, anh không giận mà uy nhìn chằm chằm Lạc Tông Cơ. Lạnh giọng mắng, nhìn rõ chưa? Ông là người phụ trách trong 6 tỉnh Đông Hải là thật, nhưng hiện tại tôi là phó tổng phụ trách Long Ảnh, kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên, ông đã biết tội chưa? Dương Tiêu cũng không ngờ người đứng sau hỗ trợ Lý Minh Trạch lại là người trong Long Ảnh. Nếu là như vậy, mọi chuyện đã trở nên thú vị. Lý Vân Long vừa ném chứng nhận cho mình, mà mình đã lập tức đến Đông Hải. Có lẽ bên chính phủ còn chưa ra thông báo. Lạc Tông Cơ đã nhảy ra nhện vào anh, điều này thật sự rất thú vị. Đồng thời, Dương Tiêu rất biết ơn Lý Vân Long, không ngờ vừa đưa dây chứng nhận cho anh qua đây đã có thể dùng tới. Long Ảnh chưa từng có phó tổng phụ trách, cậu lấy chứng nhận này ở đâu? Lạc Tông Cơ giật mình nói. Nếu Dương Tiêu thật sự là phó tổng phụ trách Long Ảnh, là cấp trên của ông ta, theo cơ chế của Long Ảnh, kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên sẽ chết. Lý Minh Trạch nghe xong. Vẻ mặt anh ta đang bị sóc biên thành vẻ hung dữ dày đặc. Anh ta nói với Lạc Tông Cơ, ông Lạc, đây là giả, đây chắc chắn là giả, nếu Long Ảnh có thêm phó tổng phụ trách, TH tại sao bên chính phủ Long Ảnh lại không thông báo? Các ông đã nhận được thông báo chưa? Chưa đúng không? Chứng tỏ giấy chứng hiện, này do Dương Tiêu làm giả. Giây tiếp theo, Lý Minh Trạch tỏ vẻ ăn chắc được Dương Tiêu, anh ta lạnh giọng mắng, Dương Tiêu, anh dám làm giả giấy chứng nhận phó tổng phụ trách Long Ảnh. Còn dám lừa gạt trước mặt ông Lạc. Hỏi thử, anh đã biết tội chưa? Giả, tôi khinh thường làm giải. Dương Tiêu chế nhạo. Lý Minh Trạch đã nghĩ ra một kế, anh ta cười âm u nói với Lạc Tông Cơ, ông Lạc, việc làm giả phó tổng phụ trách Long Ảnh là tội lớn, đúng không? Hay ông Lạc đích thân xác nhận với trụ sở đi, chỉ cần xác định đó là làm giả, cho dù Dương, Tiêu là thần chết năm xưa, anh ta cũng sẽ xong đời. Có lý. Lạc Tông Cơ gật đầu đồng ý.
Sở dĩ ông ta huy động tất cả tinh hoa của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải là để đối phó với Dương Tiêu. Xét cho cùng, Dương Tiêu được ca ngợi là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, Lạc Tông Cơ phải đối xử trịnh trọng. Cho dù đã xuất ngũ, Dương Tiêu cũng có rất nhiều công lao, nếu giết Dương Tiêu như thế này, lỡ tin tức dò dỉ ra ngoài khiến chính phủ tức giận thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Dương Tiêu làm giả dây chứng nhận phó tổng phụ, trách Long Ảnh, có thể nói tính chất khá tồi tệ. Khi báo với cấp trên, xác minh được, ông ta ra lệnh giết Dương Tiêu là lẽ tự nhiên, không cần phải lo lắng hậu quả về sau. Dừng một lúc, Lạc Tông Cơ lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Đàn Vân Long, tổng phụ trách Long NS nhìn thấy Lạc Tông Cơ sắp gọi điện thoại, Lý Minh. Trạch nhìn Dương Tiêu với cái nhìn hằn học, chờ mà xem, anh xong đời. Xác minh, yên tâm, sẽ cho các người một bất ngờ lớn. Dương Tiêu nhếch mép, trên mặt anh hiện ra vẻ tự tin mê hoặc. Nhìn thấy sự tự tin này, Lạc Tông Cơ cảm thấy rất khó chịu, nếu đã ra tay, đêm nay ông ta sẽ lấy tê tốc độ xét đảnh nghiền nát cái gọi là thần thoại thuộc về thần chết. Chờ chết đi, Lạc Tông Cơ cười âm hiểm. Ngay sau đó, ông ta quả quyết bấm số. Nhìn thấy Lạc Tông Cơ bấm số, bọn Lý Minh Dương, Lý Minh Hiên, Lôi Đông không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu giấy chứng nhận này của Dương Tiêu là giả, thì bọn họ thật sự không có vốn để xoay chuyển. Lý Vân Long ở đề đô xa xôi đang ngồi trước máy tính xem một số hình ảnh khó tả. Hai mắt Lý Vân Long nhìn thẳng, trên mặt lộ ra vẻ hèn mọn, ôi trời ôi trời. Cực phẩm, những người phụ nữ Nhật này đúng là cực phẩm. Cũng may mình không sinh ra ở Nhật, nếu không thân thê của ông già này sớm muộn gì cũng bị ép khô, không tệ, không tệ, hôm nay lại học được một tư thế mới. Tít tít ngay khi Lý Vân Long đang chậm rãi rút một đoạn giấy vệ sinh, tiếng chuông điện thoại bất hòa đột nhiên vang lên. Đờ mời Lạc Tông Cơ, giờ này tên khốn này gọi cho Ni làm gì, làm phiền mình đang tao nhã. Sắc mặt Lý Vân Long đen lại. Dù sao ông cũng là chỉ huy tối cao của Long Ảnh, Lý Vân Long kìm nén cảm xúc dao động trong lòng, ông đành phải tạm dừng màn hình máy tính. Lạc Tông Cơ, ông có việc gì? Vẻ mặt Lý Vân Long u ám trả lời điện thoại. Ông ghét nhất khi đang giải quyết vấn đề sinh lý lại có người gọi điện. Lạc Tông Cơ nghe thấy giọng nói của Lý Vân Long, ông ta kính cẩn nói, cục trưởng, thuộc hạ ở Đông Hải đã bắt được một người giả danh là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Hả, ai lại to gan như vậy? Vẻ mặt Lý Vân Long lập tức trở nên ngưng trọng. Long Ảnh có địa vị tách biệt trong nước, người giả danh Long Ảnh mắc tội không thê tha, càng không cần phải nói giả làm phó tổng phụ trách Long Ảnh. Lạc Tông Cơ thấp giọng nói, thần chết Dương Tiêu năm xưa ồ. Anh xong, anh hoàn toàn xong rồi. Chờ lãnh đạo Long Ảnh vạch chân bộ mặt đạo đức giả của anh đi. Nghe thầy lời Lạc Tông Cơ nói, Lý Minh Trạch không nhịn được cười lớn. Như thể giấy chứng nhận này của Dương Tiêu là giả, và Dương Một Tiêu hoàn toàn không phải là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Hai cha con Lý Minh Dương và Lý Minh Hiên nhìn Lạc Tông Cơ với vẻ mặt nặng nề. Trong lòng Lôi Đông như thất lại. Nhóm người do Lý Minh Trạch đứng đầu đều cười vui vẻ, như thể Dương Tiêu đã xong đời. Mà Lý Vân Long nghe xong đã rất ngạc nhiên. Dương Tiêu giả làm phó tổng phụ trách Long Ảnh. Đang đùa trò đùa quốc tế gì vậy? Dương Tiêu là phó tổng phụ trách Long Ảnh là đề nghị của ông, người bên trên đã đồng ý, sao Dương Tiêu lại giả làm phó tổng phụ trách Long Ảnh? Lý Vân Long không phải kẻ ngốc, ông động não nghĩ lập tức biết Lạc Tông Cơ này đã cầu kết với nhà họ Lý ở Đông Hải. Hiện giờ Dương Tiêu đang xử lý việc ở Đông Hải, mục đích của Dương Tiêu còn đơn giản hơn, cứu Lý Minh Hiên, nâng đỡ Lý Minh Hiên lên năm quyền. Lúc này, Lạc Tông Cơ xông ra, không chỉ ép Dương Tiêu đưa dây chứng nhận, Lạc Tông Cơ còn gọi điện cho mình xác minh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Lạc Tông Cơ đã câu kết với kẻ phản loạn của nhà họ Lý ở Đông Hải. Trong phút chốc, trên người Lý Vân Long trào ra một luồng khí tức giận. Lạc Tông Cơ cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần Lý Vân Long mở miệng ông ta sẽ lập tức giết Dương Tiêu. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Lý Vân Long đã khiến Lạc Tông Cơ chê lặng. Đồ khốn, ai nói phó tổng phụ trách Long Ảnh của Dương Tiêu là giả? Nói cho ông biết, đó là thật, Dương Tiêu không giả danh, cậu ấy thực sự là phó tổng phụ trách mới của Long Anh. Lý Vân Long đen mặt lạnh lùng măng. Cái gì? Dương Tiêu không giả danh, cậu ta thực sự là phó tổng phụ trách của Long Ảnh. Lạc Tông Cơ nghe xong lập tức mở to mắt, một cơn ớn lạnh từ gót chân vọt lên thẳng đỉnh đầu. Trời ạ, Dương Tiêu không phải hàng giả, là hàng thật. Nếu là như vậy, mình xúc phạm Dương Tiêu, vậy chẳng phải là kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên sao?
Cơ chế thẩm quyền nội bộ của Long Ảnh rất nghiêm ngặt, tội danh kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên đủ khiến ông ta không ngóc đầu lên được. Lạc Tông Cơ kinh hãi, ông ta lại vội vàng hét lên, cục trưởng, ông không đùa thuộc hạ chứ? Sao cậu ta có thể là phó tổng phụ trách Long Ảnh nữa, ít không phải cậu ta đã xuất ngũ rồi sao? Ngoài ra, tại sao bên chính phủ vẫn chưa có thông? Tại sao thuộc hạ chưa nhận được tin tức? Chuyện Dương Tiêu là phó tổng phụ trách Long Ảnh, sáng nay mới được phê duyệt. Là ông già này đề nghị với cấp trên xét duyệt, thông báo hả? Ông muốn thông báo đúng không? Bây giờ ông già này sẽ thông báo với cả nước, Lý Vân Long mặt lạnh nói. Àm! Nghe vậy, toàn thân Lạc Tông Cơ lập tức mất hồn mất vía. Thân phận phó tổng phụ trách Long Ảnh của Dương Tiểu mới được phê duyệt sáng nay. Do đích thân Lý Vân Long đề nghị, cấp trên xét duyệt. Àm! Lúc này Lạc Tông Cơ chỉ cảm thấy mình bị sét đánh trúng giữa trời xanh, cả người rơi vào trạng thái mơ màng dày đặc. Lý Vân Long lại lạnh giọng nói, Lạc Tông Cơ, đừng tưởng tôi không biết ông đang làm gì, câu kết với phản loạn của nhà họ Lý ở Đông Hải, ông rất can đảm. Tôi tuyên bố, bãi bỏ thân phận người phụ trách Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải của ông sẽ bị bắt giữ. Dứt lời, Lý Vân Long quả quyết cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lý Vân Long mỏ văn bản của chính phủ Long Ảnh, ra thông báo. Tít 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 tít, không đến nửa phút, một mẫu tin tức đã làm cho tất cả mọi người trong Long Ảnh và cả nước chấn động. Chính phủ thông báo, bắt đầu từ hôm nhị thần chết Dương Tiêu năm xưa là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Lời nói đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu xa, nhóm người Long Ảnh nhận được tin tức của chính phủ đều rất sững sờ. 2-3 nghìn thành viên Long Ảnh trong bữa tiệc cũng nhận được tin nhắn văn bản. Mau nhìn, chính phủ Long Ảnh tuyên bố, thần chết năm xưa được phong làm phó tổng phụ trách Long Ảnh. Tôi cũng nhận được, tin tức là thật, cậu ta không hề mạo phạm. Đúng vậy, thân chê điện hạ không mạo phạm, cậu ta thật sự là phó tổng phụ trách Long Ảnh, cậu ta thật sự là người đứng thứ hai trong Long Ảnh. Trong phút chốc, 2-3 nghìn thành viên Long Ảnh có mặt tại hiện trường to lớn nhìn Dương Tiêu với vẻ kinh ngạc. Những chiến sĩ của Long Ảnh đều trung thành với Long Ảnh. Đặc điểm lớn nhất của Long Ảnh là cấp dưới phục tùng cấp trên tuyệt đối. Tại sao lại như thế này? Tại sao có thể như thế này? Lạc Tông Cơ nhìn Dương Tiêu như thê vừa nhìn thấy ma. Phó tổng phụ trách, Dương Tiêu thật sự là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Đây, đang đùa tôi đấy à? Lý Minh Trạch bước lên trước nhìn, họng anh ta như bị mặc xương cá, phát ra âm thanh kinh hãi khàn khàn. Dương Tiêu thật sự là phó tổng phụ trách Long Ảnh. Trời ải! Trong phút chốc, sau khi xác nhận thân phận phó tổng phụ trách Long Ảnh của Dương Tiêu, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tiêu đã thay đổi. Sau khi xác nhận thân phận phó tổng phụ trách Long Ảnh của Dương Tiêu, hiện trường to lớn đột nhiên im lặng. Tí tách, tí te trồ, lúc này, Lạc Tông Cơ và Lý Minh Trạch đều đổ mồ hôi lạnh, không ngừng trượt xuống đất. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình, vốn dĩ bọn họ định giết Dương Tiêu, ai ngờ Dương Tiêu đã xuất ngũ 5 năm đột nhiên biến thành phó tổng phụ trách Long Ảnh. Nghĩ đến đây, Lạc Tông Cơ và Lý Minh Trạch buồn bực đến mức suýt hộc máu. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lạc Tông Cơ trước, anh lạnh lùng nói, sao vậy? Bất ngờ không, ngạc nhiên không, đúng vậy, cuộc sống mà lúc cần phải có chút bất ngờ, nếu không cuộc sống sẽ nhàm chán vô vị nhỉ. Cuộc sống mà lúc cần phải có chút bất ngờ. Mẹ kiếp, đại ca à, cậu đây là dọa sợ được không? Rốt, giết của cậu muốn thế nào? Lạc Tông Cơ nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt sợ hãi. Dương Tiêu chế nhạo, Lạc Tông Cơ, bỏ qua quy định của Long Ảnh, cấu kết với Lý Minh Trạch của nhà họ Lý ở Đông Hải, mặc cho Lý Minh Trạch giết người cùng tộc, cấu kết với vùng xám, lại còn kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên, vô số tội nên giết. Người đâu, mau bắt lại cho tôi. Bắt, Dương Tiêu thật sự muốn bắt Lạc Tông Cơ. Nhóm người nổi tiếng ở Đông Hải vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Dương Tiêu lại nói rằng nhóm người Long Anh không phải đến giết anh, mà là tới giúp anh đối phó với Lý Minh Trạch. Chuyện này, nhóm người Long Ảnh kiêu ngạc nhìn nhau. Xét cho cùng Lạc Tông Cơ cũng từng là người phụ trách cao nhất của họ, bây giờ bảo họ bắt Lạc Tông Cơ, thúc sự không dễ làm. Thấy không có người bắt mình, Lạc Tông Cơ cười lớn, thấy chưa? Tất cả đều là thuộc hạ của tôi, ai dám bắt tôi? Hỏi thử, đêm nay ai dám bắt tôi? Ông tự tin đến vậy, Dương Tiêu chế nhạo. Lạc Tông Cơ cười giữ tọt, đúng vậy. Người của tôi sẽ không bắt tôi, mọi người, tôi vừa xác nhận thông báo của chính phủ là giả, hệ thống của chính phủ bị hack, tung tin sai lệch, cậu ta không phải là phó tổng phụ.
Trách Long Ảnh, người đâu, mau dê cậu ta ngay tại chỗ cho tôi. Đảo ngược trắng đen, lúc này Lạc Tông Cơ lại đảo ngược trắng đen. Ông Lạc nói đúng, chắc chắn hệ thống của Long Ảnh bị hack, giết anh ta, mau giết anh ta. Lý Minh Trạch chỉ vào Dương Tiêu hùng hăng hét lên. Các thành viên của Long Ảnh còn kinh hãi hơn, họ không ngờ Lạc Tông Cơ lại nói như vậy. Như đã biết, Long Ảnh kiểm soát rất nhiều bí mật trong nước, tường lửa mạnh, cho dù tất cả hacker hàng đầu thế giới tập hợp lại cũng phá khó, làm sao có thể dễ dàng bị hacker xâm nhập. Vô lý, điều thực sự vô lý. Các người còn trần chờ cái gì? Giết tại chỗ, mau giết tên khốn này ngay tại chỗ cho tôi. Lạc Tông Cơ dùng sức hét lên. Tuy nhiên, khi tiếng hét của Lạc Tông Cơ vừa đi ti, các thành viên Long Ảnh vẫn không động đậy. Xảy ra chuyện gì, các người còn ngây ra đó làm gì? Lạc Tông Cơ lại hét lên. Nhìn Lạc Tông Cơ sắp phát điên, Dương Tiêu chệ nhạo, xem ra ông đã quên mất điểm lớn nhất khi gia nhập Long Ảnh là gì, trung thành, đó là trung thành tuyệt đối với cấp trên. Ông là cấp trên của bọn họ, nhưng tôi là cấp trên nữa của bọn họ, ai dám ra tay với tôi? Ngay sau đó, Dương Tiêu chỉ vào Lạc Tân, Cơ, sau khi ông rớt xuống, 6 tỉnh Đồng Hải thiếu lãnh đạo cao nhất. Lát nữa tôi sẽ chọn một trong những người này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.